Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Hồng Loan từng nói không muốn mẹ con Hồng Phượng ra đi tay trắng. Trong vụ tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan, Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ khẳng định thực tế cô không muốn để mẹ con Hồng Phượng ra đi tay trắng. Lúc đầu tôi cũng có đề xuất bán đất và mua nhà cho Hồng Phượng, chỉ cho anh em trong nhà của ba tôi. Đó là ý định ban đầu, nhưng với hiện tại tôi nghĩ điều đó không cần thiết nữa vì đã xảy ra quá nhiều mâu thuẫn với gia đình cô Sáu. Bản thân tôi vẫn bình thường, muốn mọi người sum họp lo hương khói cho ba. Nhưng mọi thứ không theo ý mình, gia đình cô sau lại này nọ nên tôi không muốn nữa. Con gái nghệ sĩ Vũ Linh cho biết bản thân cô cũng rất buồn khi việc tranh chấp giữa mình và Hồng Phượng có thể gây ảnh hưởng đến người cha quá cố. Trước sự phức tạp của vụ kiện tụng tranh chấp tài sản, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ án tranh chấp về thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Lý do chuyển hồ sơ do phía nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, có các yêu cầu cá biệt, gồm việc hủy giấy giao nhận việc nuôi con nuôi và hủy giấy khai sinh của bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Các yêu cầu này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân quận nên đã chuyển lên hồ sơ lên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền. Nguồn tin cho hay, sau khi có quyết định chuyển hồ sơ vụ án, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ án cùng 15 triệu đồng tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản. Ngoài ra, sau thời gian gửi đơn kiện, nghệ sĩ Hồng Nhung bổ sung yêu cầu khởi kiện chi thêm tài sản thừa kế của nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan, con gái Vũ Linh cho biết, hiện mối quan hệ giữa cô và Hồng Nhung, Hồng Phượng không thể hàn gắn. Hồng Phượng, cháu gái cố nghệ sĩ khẳng định bản thân không phải là người khởi kiện. Khi biết mẹ cô là nghệ sĩ Hồng Nhung gửi đơn kiện, cô đã ngăn cản và khuyên bà rút đơn nhưng không thành. Hồng Phượng từng chia sẻ, tôi đã ngăn mẹ gửi đơn kiện, tôi nói với mẹ rằng mình đã tìm hiểu pháp luật và hai mẹ con sẽ không thể chiến thắng. Sau này, tôi cũng nhiều lần khuyên mẹ rút đơn kiện nhưng không được. Tôi nghĩ lý do để mẹ tiếp tục khởi kiện vì tâm tư, tình cảm, bức xúc và tức giận Hồng Loan. Trong gia đình không giải quyết được nên mẹ nhờ pháp luật xử lý. Về nội dung về chúc miệng được đề cập trong đơn kiện của Hồng Nhung, Hồng Phượng cho rằng các clip cô quay lúc nghệ sĩ Vũ Linh còn sống đều tình cờ, là kỷ niệm, tình thương dành cho cậu, không có giá trị pháp lý. Bản thân cô cũng không nghĩ có ngày các thành viên trong gia đình lại kiện cáo tranh chấp tài sản. Theo Hồng Nhung, mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm kể từ khi Hồng Loan yêu cầu mẹ cô ra khỏi căn nhà ở số 5 Đoàn Thị Điểm, Phú Nhuận. Đồng thời, Hồng Loan cũng không cho phép bà Nga, người chăm sóc Vũ Linh trong nhiều năm, sống chung tại nhà. Tại trụ sở công an phường, Hồng Loan yêu cầu mẹ con tôi ra khỏi nhà sau 3 ngày. Sau 3 ngày, Hồng Loan đổi ổ khóa bên ngoài, mẹ tôi gọi điện cho vợ chồng Hồng Loan đều không nghe máy. Tôi không hiểu lý do vì sao Hồng Loan làm như vậy. Theo trích xuất camera, Hồng Loan cũng tự động mở cửa phòng của tôi, thu gom đồ đạc và ném xuống đường. Mẹ con tôi đứng ở ngoài là lớn lên nhưng không ai ở bên trong có đồng tình gì. Không thể làm như vậy được. Pháp luật nào cho phép vứt đồ đạc của người khác như vậy? Sau đó, chúng tôi phải ở nhờ nhà một người khác. Hiện tại, cả nhà tôi đều là người vô gia cư, Hồng Phượng cho biết. Hồng Phượng, chuyện trong gia đình không giải quyết được nên phải nhờ pháp luật xử lý. Chiều ngày 16 tháng 6 năm 2023, Hồng Phượng, cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh, chính thức xuất hiện trước truyền thông để lên tiếng về vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan, tức cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cô nói bản thân không phải là người khởi kiện. Khi biết mẹ cô là nghệ sĩ Hồng Nhung gửi đơn kiện, cô đã ngăn cản và khuyên bà rút đơn nhưng không thành. Ngoài ra, cô cũng giải đáp những thông tin lùm xùm xoay quanh hợp đồng truyền thông với BH Media để livestream trong đám ma Vũ Linh, số tiền phúng điếu, xây mồ mả cho cố nghệ sĩ. Hồng Phượng khẳng định những thông tin, bằng chứng cô cung cấp là đúng sự thật. Đi cùng Hồng Phượng là luật sư Nguyễn Quốc Cường, đại diện pháp luật của nữ ca sĩ. Mở đầu buổi gặp, Hồng Phượng cho biết cô quyết định lên tiếng trước truyền thông về những lùm xùm sau 100 ngày của nghệ sĩ Vũ Linh. Nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi trước tiên đến hương linh của cố nghệ sĩ Vũ Linh, sau đó là người hâm mộ. Liên quan đến vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh, luật sư Nguyễn Quốc Cường khẳng định Hồng Phượng không phải là người khởi kiện. Tuy nhiên, trong tư cách là người có quyền lợi liên quan, nữ ca sĩ sẽ xuất hiện tại tòa án để cung cấp tài liệu, chứng cứ. Về phía Hồng Phượng, cô nói,
tôi đã ngăn mẹ gửi đơn kiện. Tôi nói với mẹ rằng mình đã tìm hiểu pháp luật và hai mẹ con sẽ không thể chiến thắng. Sau này, tôi cũng nhiều lần khuyên mẹ rút đơn kiện, nhưng không được. Tôi nghĩ lý do để mẹ tiếp tục khởi kiện vì tâm tư, tình cảm, bức xúc và tức giận Hồng Loan. Trong gia đình không giải quyết được nên mẹ nhờ pháp luật xử lý. Về nội dung di chúc miệng được đề cập trong đơn kiện của Hồng Nhung, Hồng Phượng cho rằng các clip cô quay lúc nghệ sĩ Vũ Linh còn sống đều tình cờ, là kỷ niệm, tình thương dành cho cậu, không có giá trị pháp lý. Bản thân cô cũng không nghĩ có ngày các thành viên trong gia đình lại kiện cáo tranh chấp tài sản. Theo Hồng Phượng, mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm kể từ khi Hồng Loan yêu cầu mẹ con cô ra khỏi căn nhà ở số 5 Đoàn Thị Điểm, Phú Nhuận. Đồng thời, Hồng Loan cũng không cho phép bà Nga, người chăm sóc Vũ Linh trong nhiều năm, sống chung tại nhà. Tại trụ sở công an phường, Hồng Loan yêu cầu mẹ con tôi ra khỏi nhà sau 3 ngày. Sau 3 ngày, Hồng Loan đòi ổ khóa bên ngoài. Mẹ tôi gọi điện cho vợ chồng Hồng Loan đều không nghe máy. Tôi không hiểu lý do vì sao Hồng Loan làm như vậy. Theo trích xuất camera, Hồng Loan cũng tự động mở cửa phòng của tôi, thu gom đồ đạc và vứt xuống. Mẹ con tôi đứng ở ngoài, la lớn lên nhưng không ai ở bên trong có động tĩnh gì. Không thể làm như vậy được, pháp luật nào cho phép vứt đồ đạc của người khác như vậy. Sau đó, chúng tôi phải ở nhờ nhà một người khác. Hiện tại, cả nhà tôi đều là người vô gia cư. Hồng Phượng cho biết và nói thêm, Hồng Loan đã càn tàu ráo máng. Hồng Phượng kể 21 ngày sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mất, gia đình cô có một cuộc họp gia đình. Tại đây, em trai của nghệ sĩ Vũ Linh và bà Hồng Nhung có đưa ra đề nghị đồng sở hữu tài sản của cố nghệ sĩ. Tuy nhiên, Hồng Loan không đồng ý. Tôi có nghe thông tin Hồng Loan nói sẽ bán đất ở Thủ Đức để hỗ trợ gia đình tôi mua nhà. Tôi cảm ơn vì Hồng Loan đã nghĩ cho gia đình. Theo tôi được biết, cách đây 10 năm, cậu Vũ Linh từng rao bán miếng đất này nhưng không được vì vướng quy hoạch nên việc bán miếng đất này không phải là ngày 1, ngày 2. Còn về căn nhà hiện tại, cậu Vũ Linh nhiều lần nói muốn làm từ đường chứ không bán. Cháu gái của Vũ Linh nói, cô kể từ sau khi lùm xùm xảy ra, công việc tinh thần của cô bị ảnh hưởng. Bản thân cô rơi vào khủng hoảng vì bị công kích từ nhiều phía. Nhiều đối tác cũng hủy bỏ việc hợp tác với nữ ca sĩ. Thu nhập của Hồng Phượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không đảm bảo tài chính để trang trải cuộc sống, nuôi mẹ già, con nhỏ. Cũng trong buổi gặp, Hồng Phượng cung cấp toàn bộ sao kê tiền khủng điếu, thu chi trong đám ma của nghệ sĩ Vũ Linh vào đầu tháng 3. Cụ thể số tiền khủng điếu hơn 600 triệu đồng, các khoản chi sau đám ma và chi phí xây mộ đều được Hồng Phượng thông báo với Hồng Loan thông qua tin nhắn cũng như các cuộc gặp gỡ trực tiếp. Nói về số tiền hơn 4.000 đô la Mỹ còn lại của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Phượng kể thời điểm đó, tất cả thành viên trong gia đình, kể cả Hồng Loan, đều có mặt để mở tủ sắt. Khi mở tủ ra, chúng tôi kiểm đếm thì chỉ có số tiền hơn 4.000 đô la Mỹ, còn lại không có trang sức hay bất kỳ thứ gì. Vì lý do mẹ con tôi giữ số tiền phong điếu, thời điểm đó, Hồng Loan không ở nhà của cậu Vũ Linh. Vì thế, chúng tôi giữ để thanh toán các khoản trong lễ tang. Điều này đã được Hồng Loan đồng ý. Toàn bộ số tiền phong điếu được ghi trong sổ, tôi cũng đưa cho Hồng Loan xem. Hồng Phượng chia sẻ. Liên quan đến vấn đề hợp đồng truyền thông trong đám ma của Vũ Linh, Hồng Phượng nói đã bàn bạc với Bình Tinh, con nuôi của cố nghệ sĩ. Cô không thông qua Hồng Loan vì nghĩ rằng chị không hiểu về mạng xã hội lẫn nghệ thuật. Trong thời điểm tan gia bối rối, Hồng Phượng và mọi người đều tập trung lo liệu các việc liên quan. Cô không nghĩ vấn đề này, sau đó lại khiến Hồng Loan bức xúc. Cuối buổi gặp, Hồng Phượng cho biết hiện tại mẹ con cô rất mệt mỏi và áp lực. Sau thời gian dài im lặng, Hồng Phượng quyết định lên tiếng để minh bạch cho bản thân và mong nhận được sự cảm thông từ khán giả. Tôi chưa lên tiếng, không có nghĩa là tôi sai. Bây giờ, tôi mong muốn được quay trở lại với tên là Hồng Phượng, cháu gái Vũ Linh. Đó là cái niềm hãnh diện của tôi từ khi cậu còn sống đến bây giờ. Đến thời điểm này, tôi không dám ước muốn hàn gắn mối quan hệ trong gia đình vì mọi thứ đã xảy ra rồi, không thể quay lại nữa, cô nói. Hồng Loan, Hồng Phượng xem nhau như người dưng nước lã. Trở lại diễn biến của vụ kiện tranh chấp tài sản thừa kế của nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Loan đã từng chia sẻ rằng sự việc diễn ra đến mức kiện tụng và đưa nhau ra tòa thì như giọt nước đã tràn ly, tôi và Hồng Phượng đã xem nhau như người lạ. Trước những ồn ào xoay quanh vụ kiện tụng này, Hồng Loan yêu cầu bà Võ Thị Hồng Nhung và Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Theo ghi nhận của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, từ rất sớm, đông đảo YouTuber tập trung trước nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Lực lượng chức năng gồm công an, bảo vệ dân phố, cảnh sát giao thông túc trực để giữ trật tự tại khu vực này. Được hỏi về mối quan hệ với Hồng Phượng, cháu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, sau khi nhận tranh chấp ồn ào về tài sản của cố nghệ sĩ,
Theo đó, Hồng Loan cho biết Hồng Phượng sinh sau mình 4 tháng, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Tuy nhiên, chính cô không ngờ khi ngày ba mất, Hồng Phượng nói cô là con nuôi. Và để xảy ra sự việc nông nổi này, bản thân cô cũng rất buồn. Hồng Loan cũng đã từng nghĩ mình có thể cùng Hồng Phượng ngồi nói chuyện với nhau về mặt tình cảm. Nói về lý do tổ chức buổi gặp gỡ cho báo chí, đại diện luật sư của Hồng Loan cho biết, thời gian qua, có nhiều thông tin lan truyền trên mạng xoáy vào đời tư của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Loan. Điều này đã tạo ra một hiệu ứng xấu cho chính người trong cuộc và khiến họ rất mệt mỏi. Đại diện luật sư của Hồng Loan cho biết, còn trong vấn đề pháp lý thì nó không có gì quá phức tạp. Tuy nhiên, trên không gian mạng có nhiều thông tin làm nhiễu cả không gian mạng và bản thân những người trong cuộc. Bản thân luật sư không mong muốn việc đó xảy ra. Chúng tôi chỉ mong những gì nó được diễn ra tự nhiên và mong dư luận dừng lại ở mức độ chỉ theo dõi diễn tiến vụ việc ở mức độ pháp lý và để cho cơ quan chức năng làm việc, chứ không làm quá lên khi ảnh hưởng đến người trong cuộc. Bên cạnh đó, Hồng Loan cũng lên tiếng phủ nhận việc trên mạng xã hội lan truyền thông tin cô đối xử tệ bạc với cha, bất hiếu hay không chăm sóc cha lúc ốm đau. Hồng Loan khẳng định, thực tế cô không muốn để mẹ con Hồng Phượng ra đi tay trắng. Lúc đầu tôi cũng có đề xuất bán đất và mua nhà cho Hồng Phượng, chỉ cho anh em trong nhà của ba tôi. Đó là ý định ban đầu, nhưng với hiện tại, tôi nghĩ điều đó không cần thiết nữa vì đã xảy ra quá nhiều mâu thuẫn với gia đình cô Sáu. Bản thân tôi vẫn bình thường, muốn mọi người sum họp lo hưng khởi cho ba. Nhưng mọi thứ không theo ý mình, gia đình cô sao lại này nọ nên tôi không muốn nữa. Con gái nghệ sĩ Vũ Linh cho biết bản thân cô cũng rất buồn khi việc tranh chấp giữa mình và Hồng Phượng có thể gây ảnh hưởng đến người cha quá cố. Không chỉ có Hồng Loan đưa ra quan điểm trước truyền thông, Hồng Phượng, cháu gái của nghệ sĩ Vũ Linh cũng chính thức xuất hiện trước truyền thông để lên tiếng về vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan, tức của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cô nói bản thân không phải là người khởi kiện. Khi biết mẹ cô là nghệ sĩ Hồng Nhung gửi đơn kiện, cô đã ngăn cản và khuyên bà rút đơn nhưng không thành. Ngoài ra, cô cũng giải đáp những thông tin lùm xùm xoay quanh hợp đồng truyền thông với BH Media để livestream trong đám ma Vũ Linh, số tiền cúng điếu, xây mồ mả cho cố nghệ sĩ. Hồng Phượng khẳng định những thông tin, bằng chứng cô cung cấp là đúng sự thật. Đi cùng với Hồng Phượng là luật sư Nguyễn Quốc Cường, đại diện pháp lý của nữ ca sĩ. Mở đầu buổi gặp, Hồng Phượng cho biết cô quyết định lên tiếng trước truyền thông về những lùm xùm sau 100 ngày của nghệ sĩ Vũ Linh. Nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi trước tiên đến hương linh của cố nghệ sĩ Vũ Linh, sau đó là người hâm mộ. Liên quan đến vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh, luật sư Nguyễn Quốc Cường khẳng định Hồng Phượng không phải là người khởi kiện. Tuy nhiên, trong tư cách là người có quyền lợi liên quan, nữ ca sĩ sẽ xuất hiện tại tòa án để cung cấp tài liệu, chứng cứ. Về phía Hồng Phượng, cô nói, tôi đã ngăn mẹ gửi đơn kiện, tôi nói với mẹ rằng mình đã tìm hiểu pháp luật và hai mẹ con sẽ không thể chiến thắng. Sau này, tôi cũng nhiều lần khuyên mẹ rút đơn kiện nhưng không được. Tôi nghĩ lý do để mẹ tiếp tục khởi kiện vì tâm tư, tình cảm, bức xúc và tức giận Hồng Loan trong gia đình không giải quyết được nên mẹ nhờ pháp luật xử lý. Về nội dung di chúc miệng được đề cập trong đơn kiện của Hồng Nhung, Hồng Phượng cho rằng các clip cô quay lúc nghệ sĩ Vũ Linh còn sống đều tình cờ, là kỷ niệm tình thương dành cho cậu, không có giá trị pháp lý. Bản thân cô cũng không nghĩ có ngày các thành viên trong gia đình lại kiện cáo tranh chấp tài sản. Theo Hồng Phượng, mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm kể từ khi Hồng Loan yêu cầu mẹ con cô ra khỏi căn nhà ở số 5 Đoàn Thị Điểm, Phú Nhuận. Đồng thời, Hồng Loan cũng không cho phép bà Nga, người chăm sóc Vũ Linh trong nhiều năm, sống chung một nhà. Hồng Phượng cho biết, tại trụ sở công an phường, Hồng Loan yêu cầu mẹ con tôi ra khỏi nhà sau 3 ngày. Sau 3 ngày, Hồng Loan đổi ổ khóa bên ngoài. Mẹ tôi gọi điện cho vợ chồng Hồng Loan đều không nghe máy. Tôi không hiểu lý do vì sao Hồng Loan làm như vậy. Theo trích xuất camera, Hồng Loan cũng tự động mở cửa phòng của tôi, thu gom đồ đạc và ném xuống đường. Mẹ con tôi đứng ở ngoài là lớn lên nhưng không ai ở bên trong có đồng tình gì có thể làm như vậy được. Pháp luật nào cho phép vứt đồ đạc của người khác như vậy? Sau đó, chúng tôi phải ở nhờ nhà một người khác. Hiện tại, cả nhà tôi đều là người vô gia cư. Hồng Nhung muốn hủy giấy giao nhận việc nuôi con nuôi. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định phân công thẩm phán Châu Thị Điệp tiến hành giải quyết vụ án tranh chấp về thừa kế tài sản và đòi nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trước đó, vào cuối tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Lý do chuyển hồ sơ do phía bà Võ Thị Hồng Nhung
có các yêu cầu khởi kiện cá biệt là hủy giấy tờ liên quan đến nhân thân của bà Hồng Loan, nên vụ án này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân thành phố. Sau khi có quyết định chuyển hồ sơ vụ án, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ án cùng 15 triệu đồng tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản. Trước đó, vụ kiện liên quan đến tranh chấp về di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận thụ lý giải quyết từ tháng 6 năm 2023 và được dư luận quan tâm. Theo đơn khởi kiện, phía bà Hồng Nhung yêu cầu chia di sản thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đối với hai thửa đất số 87, 88 và căn nhà số 05 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, bà và ông Võ Thành Nhiêu, em trai cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đến tháng 8 năm 2023, tòa án đã thụ lý đơn phản tố của bà Hồng Loan với nội dung yêu cầu bà Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, di dời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi nhà số 05 Đoàn Thị Điểm. Cuối tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận thụ lý bổ sung yêu cầu khởi kiện của bà Hồng Nhung, gồm hủy giấy giao nhận việc nuôi con nuôi và hủy giấy khai sinh do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp cho bà Hồng Loan. Vụ án sau đó đã được Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận chuyển hồ sơ lên cấp có thẩm quyền là Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Riêng trong thời gian thụ lý giải quyết vụ án, từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã thực hiện các thủ tục xem xét thẩm định tại chỗ đối với các yêu cầu của phía nguyên đơn và bị đơn. Trước đó, thông tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời ngày 5 tháng 3 năm 2023 khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng. Ông mất tại nhà riêng, thọ 67 tuổi sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Ngay lập tức, mạng xã hội lan truyền thông tin con ruột của nghệ sĩ Vũ Linh xuất hiện. Đây là người con mà ông nhiều năm giấu kín. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ những khán giả mến mộ ông Hoàng Cải Lương Hậu Quảng. Về thông tin trên, ca sĩ Hồng Phượng, cháu ruột của nghệ sĩ Vũ Linh khẳng định, sự thật từ xưa đến giờ, thông tin này mọi người đều thắc mắc, nhưng các thành viên trong gia đình đều xem chị Hồng Loan như con ruột. Chị Loan, tên đầy đủ là Võ Thị Hồng Loan, lấy họ Võ của cậu tôi. Chị Loan được nhận nuôi từ khi mới vài ngày tuổi và đúng vào năm mẹ tôi đang mang thai được hơn 6 tháng, nên tôi với chị Loan bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 1987. Hồng Phượng cũng cho biết, dù là con nuôi, nhưng Hồng Loan rất thiếu thảo, vô cùng thương cha. Hai tuần nay, chị Loan có mặt xuyên suốt, túc trực bên cậu trong bệnh viện. Cô đã đại diện gia đình nghệ sĩ Vũ Linh nói thêm, họ không hề phân biệt chuyện con nuôi, con ruột, nhưng gia đình nói rõ để báo giới tránh đưa tin sai lệch như cậu tôi nói, còn rơi chẳng hạn. Chúng tôi rất ngại vấn đề đó. Ngoài Bình Tinh, Vũ Luân, Hồng Loan, nghệ sĩ Vũ Linh còn có thêm một người con nuôi nữa tên là Nguyễn Đức Thành. Hồng Phượng và gia đình mong muốn truyền thông và công chúng không gọi chị Hồng Loan là con nuôi, mà gọi là con gái nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan chia sẻ thêm, giờ mọi việc đã được sáng rõ, tôi mong mọi người đừng suy nghĩ cho phức tạp thêm. Chúng tôi mong bà tôi ra đi với hình ảnh đẹp. Hồng Loan hiện sống ở nhà chồng, nhưng thường xuyên sang thăm hỏi cha lúc ông còn sống. Bên cạnh đó, Hồng Phượng cũng nhấn mạnh vị trí của Hồng Loan khác với Bình Tinh và Vũ Luân. Dù Bình Tinh và Vũ Luân vẫn được xem như con cháu trong nhà, nhưng không thể so sánh với mối quan hệ thân thiết như Hồng Loan, vì Bình Tinh và Vũ Luân được nhận khi làm nghề, còn chị Hồng Loan là cậu nhận khi vừa lọt lòng, Hồng Phượng chia sẻ. Hồng Phượng kể 21 ngày sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mất, gia đình cô có một cuộc họp gia đình. Tại đây, em trai của nghệ sĩ Vũ Linh và bà Hồng Nhung có đưa ra đề nghị đồng sở hữu tài sản của cố nghệ sĩ. Tuy nhiên, Hồng Loan không đồng ý. Tôi có nghe thông tin Hồng Loan nói sẽ bán đất ở Thủ Đức để hỗ trợ gia đình tôi mua nhà. Tôi cảm ơn vì Hồng Loan đã nghĩ cho gia đình. Theo tôi được biết, cách đây 10 năm, cậu Vũ Linh từng rao bán miếng đất này nhưng không được vì vướng quy hoạch. Nên việc bán miếng đất này không phải là ngày 1, ngày 2. Còn về căn nhà hiện tại, cậu Vũ Linh nhiều lần nói muốn làm từ đường chứ không bán. Cháu gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nói, chỉ sau đó chừng 3 tháng, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của ông Võ Văn Ngoan, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, 60 tuổi, em gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, 37 tuổi, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông Võ Thành Nhiêu, em trai của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến, phường 14, quận Bình Thạnh.
Theo đơn khởi kiện, nguyên đơn đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bị đơn lập ngày 7 tháng 4 năm 2023 tại văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, gồm nhà ở và quyền sở hữu đất tại số 05 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp ngày 23 tháng 1 năm 2015 đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức, nay là thành phố Thủ Đức, cấp ngày 19 tháng 12 năm 1998 và một chiếc xe ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận và quyền sử dụng đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức về nội dung đã sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan, không rõ ngày tháng. Bà Nhung khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đối với quyền sử dụng thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu. Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa sau khi trừ phần giá trị mà ông Ngoan đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng. Sau đó, phía nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung bổ sung yêu cầu khởi kiện hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy khai sinh, hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy giao nhận việc nuôi con nuôi của Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận liên quan đến bà Hồng Loan. Chia di sản thừa kế của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là căn nhà số 05 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận cho bà Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu, em trai của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bà Hồng Nhung yêu cầu được hưởng 1/2, tạm tính giá trị được hưởng là 2,5 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!